cho bộ trưởng chưa? Đúng thuốc, Ryan cho công ty Dow, Hoa Kỳ sản xuất, công ty Arista phân phối. Đúng liều lượng, một gói 15ml trên bình 16 lít. Đúng lúc khi bộ trĩ mới xuất hiện sáng sớm hay chiều mát, phun lặp lại từ 5 đến 7 ngày sau nếu cần thiết. Đúng cách phun xương, bét nhuyễn. Tôi là nông dân ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Có sử dụng Gardian trên cây dưa hấu để trừ bọ chỉ. Sau khi phun Gardian trên cây dưa hấu khoảng 10 đến 12 giờ thì thấy bọ chỉ chết trên 90%. Nhưng cây dưa vẫn phát triển bình thường. Nếu mật số nhiều thì chúng tôi có thể phun lại sau khi phun đợt trước 5 đến 7 ngày. Mà như trận dịch vừa qua tháng 10 âm lịch năm 2010, tất cả các loại thuốc khác đã không diệt được con bọ chỉ, nhưng mà tôi sử dụng Gardian đã kiểm soát được con bọ chỉ trên ruộng dưa tôi. Sau khi thu hoạch, năng suất còn đạt 60-70%. Còn các miếng ruộng khác sử dụng các loại thuốc trừ bọ chỉ khác thì đã hầu như mất trắng năng suất. Thì hiện nay là để cái phòng trừ cái bệnh cây dưa hấu thì qua cái sử dụng cũng nhiều loại thuốc, thì hiện nay thì tôi có sử dụng cái thuốc cái Cariotop của cái công ty Arista. Thì tôi nhận thấy là xài thì coi như là nó phòng trừ, nó đem lại cái hiệu quả cao đối với cây dưa hấu. Theo tôi thì tôi phun thì nó là khoảng chu kỳ phun nó thì khoảng 4 lần trong một thời gian sinh trưởng cây dưa. Thì cái giai đoạn phun đầu tiên là mình phun ở cây dưa khoảng được 5-6 lá. Rồi đến giai đoạn 2 thì khi cây dưa mình đó là bón thúc đợt 2 đó, thì khoảng 21-22 ngày đó. Thì sau khi bón thúc xong thì mình phun một lần. Rồi lần thứ 3 thì lúc mà cây dưa nó chuẩn bị lấy trái đó thì mình phun một lần nữa. Rồi sau khi lấy trái xong thì mình phun một lần nữa là 4 lần. Thì như vậy là cây dưa hấu thì mình phun qua 4 lần thì cái vấn đề bệnh nó rất là hạn chế. Có cây dưa phát triển tốt. Thì qua quá trình sử dụng cái Cariotop này tôi nhận xét thấy là đối để phòng trừ bệnh là đã là tốt. Nhưng mà song song với cái đó là cái thuốc nó cũng làm cho cây dưa nó xanh hơn, làm cái lá nó dày hơn, dày lá hơn. Thành ra là cái đặc biệt là cái cây dưa nó sẽ không có dương lóng nhiều, không có cái cọng lá nó không có dương cao. Do đó là đối với mùa mưa thì cái Cariotop này là làm cho cây dưa mình nó dày dặn, nó mạnh hơn, nó ít có bệnh hơn so với mình sử dụng loại thuốc khác. Còn ngoài ra thì đối với cái mà sâu hại mà gây bệnh trên cây dưa hấu thì tôi ở đây cũng có sử dụng nhiều loại thuốc, nhưng mà nay thì tôi có sử dụng cái thuốc Radiant của công ty Arista để phòng trừ bọ chỉ cây dưa. Thì đối với cái Radiant này đặc biệt là nó phòng rất tốt đối với con bọ chỉ và một số loại sâu gây hại trên cây dưa hấu. Đặc biệt là cái thuốc này nó mình khi mình phun thì nó không có gây ngộ độc cho cây dưa, mà đồng thời cái phun sử dụng thì mình so sánh lại thì những thuốc khác thì tuy rằng là những thuốc khác nó cũng trừ được bọ chỉ, nhưng mà cái dưa mình có phun này thì làm như là cái dưa mình nó thấy là nó tốt hơn, cái dưa nó phát triển hơn. Mà đặc biệt thì đối với cái thuốc Radiant này đó là nó có thời gian cách ly ngắn, có 3 ngày. Do đó là nó rất là phù hợp cho mình sử dụng để mình trồng trên cây rau màu. Vì cây rau màu thì mình thu hoạch hàng ngày. Do đó là cái loại thuốc mà nó có cái hoạt chất mà nó ít độc với người. Thì như vậy là cái thời gian cách ly ngắn thì đây tôi thấy cái thuốc này đó là nó rất là phù hợp cho mình sử dụng trong chuyên sản xuất rau an toàn. Để sản xuất thành công dưa hấu và các loại dưa bầu bí thì bà con mình lưu ý một số điều. Thứ nhất là chọn đất cao ráo, lên liếp cao, đồng thời là thoát nước cho thật tốt. Thứ hai nữa là sử dụng bằng phủ nông nghiệp, dù cho mùa nắng hay mùa mưa, đều giảm thiệt hại do côn trùng, tránh được cỏ dại. Cái vấn đề thứ ba nữa đó là bà con mình sử dụng phân bón một cách hợp lý giữa phân hữu cơ và vô cơ. Đặc biệt là đối với phân vô cơ, tức là đạm, lân, kali, phân hóa học đó, thì bà con mình không nên lạm dụng phân ure bởi vì nó dễ tích lũy nitrat. Đặc biệt là bà con mình sử dụng cận ngày thu hoạch thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.
Còn về mà số lần bón phân thì bà con mình bón phân là căn bản 3 lần thôi. Một lần là bón lót trước khi trồng, tức là trước khi đẩy mầm phủ. Lần thứ hai là khoảng 20 ngày sau khi trồng. Lần thứ ba là khoảng 40-45 ngày sau khi trồng, tức là giai đoạn nuôi trái. Và trước khi thu hoạch khoảng tuần thì bà con mình tăng cường một lần nữa là tưới cái kali. Như thế thì chất lượng nó rất là ngon. Còn vấn đề phòng trừ sâu bệnh thì mùa nắng thì bà con mình cần lưu ý là phòng trừ bù lạch, rầy phấn trắng là hai đối tượng nghiêm trọng thường là gây bệnh khảm. Nếu mà dưa hấu Tết thì bà con mình cần lưu ý là con sâu xanh cạp vỏ trái nó làm mất cái vẻ thẩm mỹ, mất giá trị của trái dưa hấu. Còn trong mùa mưa thì bà con mình cần lưu ý là bệnh chảy dây, bệnh sương mai, bệnh đứt thân chảy nhựa hay là còn gọi là bệnh bã trầu đó. Thì qua những điều tôi trình bày trên thì hy vọng bà con mình áp dụng thành công trên ruộng dưa bầu bí của mình. Trong tương lai thì chắc chắn là bà con mình sẽ đạt hiệu quả và năng suất cũng như là chất lượng cao hơn.